Rồi, Minh Chiến âm thanh bản mình định xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc. Và video này em sẽ test combo đó là con lọc Victor R7 và âm ly Sansui 881, là dòng âm xuôi rất là được anh em ưa chuộng. Và nó gánh được rất là nhiều loại loa nha anh em, công suất rất là khỏe. Nó đánh cả bát 40 luôn nha anh em. Nó có bát mic chép, đánh được 3 cầu loa A, B, C, hoặc A kèm B và A kèm C nha anh em. Đánh một lần hai cặp loa, có loa nét rất là nhiều chức năng và lên đèn rất là đẹp nha. Không kén loa nha, và lọc R7 thì 881 bên em bán giá là 15 triệu, còn R7 là 8 triệu 8. Thì anh em nào yêu thích sản phẩm thì liên hệ cho bên em qua số điện thoại phía trên màn hình. Mà xin mời tất cả anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em và chọn mua cho mình một sản phẩm ưng ý. Rồi, em cho vào luôn bài test. Anh em lắng nghe nha. Thì bộ này em gửi cho anh Tiến ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nha. Và một bộ dây loa nữa, anh có mua một bộ dây loa Monter giá 2 triệu rưỡi. Rồi, nó lên đèn rất là đẹp nha. Rồi, anh em nghe nha. Anh em dùng trên đèn nó chốt vậy chứ thật sự là ngoài đời nó không chốt nha. Tại ánh đèn nó quá sáng đấy. Cái đó anh em đừng quan tâm nha. Rồi. Là chưa qua lẹp nha nè, đó qua lẹp bắt dữ quá. Ok nha. Chỉ việc về là kém điện và anh em nghe thôi. Trang điện là 100V. Hai sản phẩm này điện 100V đó nha. Con này chạy 4 nguồn điện thì anh em mà lúc mua hàng thì anh em nào có xài điện 220 là phải báo trước em để em chuyển điện cho, và về là kém điện thôi.
Rồi, xin phép là dừng video, hẹn anh em ở video kế tiếp nha.